Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà tại Hà Đông, đường ngõ rất là thông thoáng. Với căn nhà này lô góc hai mặt thoáng, diện tích trên sổ là 36,5, thực tế xây dựng khoảng tầm 38m mọi người ạ. Hướng nhà là hướng đông nam, ngõ trước nhà thực tế ở đây rất là rộng, cách với đường ô tô đi lại 50m, giao thông đi lại thuận tiện. Với căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ưu điểm lớn nhất của ngôi nhà này là lô góc hai mặt thoáng. Và với cái vị trí thì đi lại rất là thuận tiện, gần với lại trục đường quốc lộ 6. Giao thông đi lại thuận tiện. Mời người theo em vào khám phá cụ thể với căn nhà 4 tầng xây mới này. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết chỉnh chu nha mọi người. Với phần cửa chính thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Với thiết kế của tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh riêng biệt. Và đây, bởi vì nó là lô góc hai mặt thoáng cho nên cửa sổ ở bên này rất mở ra rất là hợp lý. Hướng đông nam thì rất là mát mọi người ạ. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong, vừa mới dọn dẹp vệ sinh xong ấy mọi người. Đây là phần phòng khách, mời theo em vào khám phá phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây là không gian phòng bếp. Với diện tích rộng, đường ngõ như thế này mà giá siêu rẻ mọi người nhé. Giá cái căn nhà này hiện tại gần như là rẻ nhất khu vực với trong cái tầm diện tích và cái vị trí, thì cái căn nhà này giá bán hiện tại chủ đang chào là 1.850.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với căn nhà này quý vị có thể vay tối đa khoảng tầm 1 tỷ tiền ngân hàng nhé. Phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước cho Ngọc Ánh tiền mặt nha. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao ngay, sang tên luôn và về ở được luôn. Với cái phần tủ bếp ở đây, thiết kế cho quý vị đầy đủ hết cái công năng sử dụng tủ bếp này. Tầng 1 thì thiết kế đầy đủ trần thạch cao cũng như là hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Tủ bếp thì phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa, kệ, mọi cái nhỏ nhắn xinh xắn ở không gian phòng bếp. Trong không gian phòng bếp cũng mở cửa sổ rất là thoáng mọi người nhé. Đây. Và còn một phòng vệ sinh sử dụng cho phòng bếp, phòng khách cho tầng 1. Đây là phần phòng vệ sinh của ngôi nhà, thiết kế đầy đủ hết cho quý vị. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cột trắng. Và như vậy ngoài đã review cho quý vị đường, hướng, giá, vị trí của ngôi nhà. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên nhé. Và với cái thiết kế ở trên tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây, mời quý vị theo dõi. Phòng ngủ đầu tiên hướng ra mặt ngõ. Phòng ngủ này rất là rộng, ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Hai cửa sổ thoáng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Đấy, nói chung là nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị đúng là như vậy. Giá bán 1.850.000, bao toàn bộ phí thuế nhá mọi người, có hỗ trợ vay vốn. Với phòng ngủ tiếp theo là phòng ngủ phía bên trong. Đây, ánh sáng cũng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Phòng ngủ bên ngoài thì có rộng hơn một chút so với phòng ngủ ở phía bên trong. Với cái căn nhà này thì một tầng chia hai phòng ngủ rất là thoáng, thoáng trước, thoáng sau. Và cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Thiết kế phòng vệ sinh đây mọi người ạ, sử dụng cho tầng 2 đây. Đầy đủ hệ thống bồn cầu, lavabo, thiết bị vệ sinh sử dụng cho các tầng. Mời theo em lên khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Với căn nhà này 4 tầng, 4 phòng ngủ riêng biệt, tầng 2, tầng 3, mỗi một tầng 2 phòng thoáng trước, thoáng sau. Từ vị trí ngôi nhà này gần với bến xe Nghĩa, gần với lại trục đường quốc lộ 6, giao thông đi lại thuận tiện. Nó cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 3,5 km mọi người nhé. Rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị nào đi làm ở Chương Mỹ cũng được. Quý vị đi theo trục đường Quang Trung, Nguyễn Trãi, thẳng lên. Đó, với cái cung đường này thì quý vị đi làm ở Hà Đông thì Ngọc Ánh thấy nó rất là hợp lý. Với một cái căn nhà 4 tầng, 4 phòng ngủ mà giá bán chỉ có 1.850.000 tại thời điểm hiện tại, gần như là rẻ nhất khu vực rồi. Và phần còn lại mời quý theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nhá. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà, có một cái ô giếng trời bước lên trên để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 4 thiết kế cho quý vị như sau.
gồm một phòng thờ, một sân phơi riêng biệt. Đây, đây là phần phòng thờ của ngôi nhà, đầy đủ ánh sáng, công năng sử dụng cho một hộ gia đình sử dụng. 4 phòng ngủ riêng trên phía tầng 4 thiết kế phòng thờ. Cái này thì tùy công năng thôi mọi người ạ. Ở ngoài này có một cái ô sáng nữa này. Đây. Đấy, mọi người thấy không? Rất là hợp lý. Phần còn lại là phần sân phơi. Sân phơi của ngôi nhà này thì khá là rộng. Đây. Xung quanh dân cư đông đúc. Đó. Với diện tích 36,5m² trên sổ đỏ, hướng nhà là hướng đông nam, lô góc hai mặt thoáng, ô tô gần như đỗ cạnh nhà. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.